Xin chào các bạn. Tiếp tục series các video hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa VBC thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một tính năng mới ở trong VBC, đó là hiệu ứng chuyển cảnh Room Time Flex. Thì để sử dụng cái hiệu ứng này thì đầu tiên bạn phải import hai ảnh và hai hoặc một ảnh video vào trong phần mềm VBC. Thì hiện tại mình đã input hai cái video này rồi. Thì mình đã input hai video này rồi. Thì để làm cái hiệu ứng này thì đầu tiên là ở dưới cái phần timeline giữa video 1 video 2 này, thì bạn chuyển cái thanh timeline này nó về đến cái đoạn cuối của video 1. Để tại đây thì mình sẽ xuất cái ảnh của cái video 1 này ra, ảnh cuối nó ra. Thì tại sau đó từ cái ảnh của cuối video 1 này mình sẽ chuyển cảnh sang video 2 bằng hiệu ứng Room Time Effects. Khi ở đây rồi thì các bạn tích vào video 1 này. Sau đó các bạn chọn vào phần ở Quick Snapshot này để bạn xuất cái ảnh ra. Đây, khi đó thì ở bên thanh Reset Window này thì nó đã xuất hiện cái ảnh cho mình rồi. Thì tiếp theo là bạn cầm cái ảnh này, kéo vào dưới phần timeline này. Thế là bạn đã kéo được ảnh vào timeline này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái hiệu ứng Room Time Effect trên cái ảnh này. Bạn tích đúp của nó này. Thì đầu tiên các bạn cần cái hiệu ứng Room Time Effect này, bạn nghĩa là ví dụ bạn đang một bức ảnh to nhé, xong tại một vị trí nhỏ nhỏ nào đấy, xong là sang một ảnh video khác thì nó sẽ từ vị trí đó nó zoom lên để nó chuyển sang cảnh khác ấy. Thì đầu tiên là các bạn, ví dụ các bạn để mình bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng zoom là từ, ví dụ từ cái đèn của con xe Converse này chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ tạo một cái map cho nó. Ok, mình vẽ một cái mắt ra đây. Các bạn sau đó các bạn chỉnh sửa cho nó vừa cái đèn này, nó nhiều hơn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ ở bên phần layer này, mình sẽ invert mask nó. Đấy, khi đó thì nghĩa đây là cảnh khi là sau cái ảnh auto video về auto thì bạn dùng zoom theo effect này, thì từ cái đèn này là bạn đã đi vượt mắt này, thì nó sẽ zoom ra cái màn hình của cái xe máy này. Thì khi bạn đã input mắt để tách cái chỗ phần đèn ra rồi thì bây giờ bạn phải gắn cái gắn lại cái mắt đèn này vào cái video 1 để nó chuyển sang video 2, thì bạn lại tích vào phần này hơn này. Sau đó bạn chọn được mắt. Đây thì bây giờ cái video 2 này, bạn để ý video 2 nó đã xuất hiện ở trong cái đèn, nó là một phần nhỏ trong cái đèn video 1. Tiếp theo đây là các bạn sẽ phải dùng cái hiệu ứng zoom. Bây giờ các bạn sẽ dùng hiệu ứng zoom để thực hiện zoom time effect này. Các bạn vào phần transform này, sau bạn vào phần crop này. Ok, ở phần crop này các bạn tích vào nó và các bạn để ý trên bên tay bên bảng program bên đâu là cái phần. Bây giờ nếu các bạn để cái nét thẳng này thì nó sẽ không zoom thao được, các bạn tiếp tục để chuyển nó về cái hiệu ứng biến thiên, thì các bạn tích vào cái đường ngang để cho nó chuyển sang cái biến thiên. Tiếp đó các bạn ấn vào phần crop tool để chỉnh sửa nó. Tiếp theo là các bạn sẽ chỉnh sửa cái hiệu ứng Room Time nó chạy ở dài trong bao lâu. Thì đây là các bạn để ý dưới timeline này, các bạn kéo này ra đây. Bây giờ mình muốn nhanh hay chậm, nếu để nhanh thì các bạn để nó gần hơn, thì nó sao để sao này. Bây giờ ví dụ mình sẽ để nó tại vị trí này. Thì tiếp tại đây khi bạn chọn đây rồi thì các bạn sẽ kéo cái, bạn sẽ crop kéo cái khung của cái video lại.
đây bạn đang kéo khu, đây là bạn đang kéo khung của video 2 này, đừng nó nhỏ lại rồi bạn di chuyển cái zoom này vào đúng cái mask mà bạn vừa tạo ở giữa cái đèn này, bạn phải để đúng vào cái đèn này, này. Sau các bạn ở cái phần cốt border này bạn tích vào đó và các bạn chọn và set same border với cái dòng này để nó để cái hiệu ứng này nó khi nó biến chuyển lên trên cái tại vị trí bên kia thì sau đó nó sẽ bằng nó chạy bằng nó sẽ chuyển sang video 2. Ok, sau đó bạn ấn vào apply effect. Các bạn phải để cái thanh thumbnail ở cuối này để khi nó ở cuối này rồi thì các bạn chuyển sang save folder. Khi đó các bạn để ý là cái điểm coi cuối này đã ngang điểm coi giữa lúc mình chuyển cảnh. Sau đó các bạn chọn vào apply effect. Để các bạn xoay lại xem nó chuyển cảnh đây. Đấy các bạn đã thấy nó đã chuyển từ video 1 sang video 2 bằng cái hiệu ứng hào qua cái đèn của cái ô tô. Giờ các bạn đã thấy video chính này. Đấy, các bạn thấy đây là chuyển sang. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về cách chuyển cảnh bằng ứng Room Tower Effect. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn các video sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.